Chào các bạn, hôm nay tôi xin làm một cái video giới thiệu về hai dòng sản phẩm cửa nhựa da gỗ đang sử dụng phổ biến trên thị trường, đó là cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa nhựa Composite. Sau đây tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết của từng dòng sản phẩm một để các bạn xem qua về chất lượng. Đầu tiên thì đó là cửa nhựa ABS Hàn Quốc. Đây là dòng sản phẩm cốt, thương hiệu cốt của công ty Kumo Việt Nam. Thì sản phẩm này sẽ được làm bằng nhựa ABS. Nếu các bạn chưa biết nhựa ABS là gì thì có thể tra cứu trên Wiki. Đây là phần khung bao. Phần khung bao này, đây là khung bao dạng L, thì bắt buộc sẽ có nạp chỉ hai mặt. Nạp chỉ đây là phần nạp chỉ. Phần tường nó sẽ nằm ở trong đây, khi mình ốp mặt tường sẽ nằm ở đây. Thì khung bao này có thể sử dụng cho tường từ 110 đến 135. Có là cái phần này mình có thể kéo ra các bạn, đây là phần ghép nối, mình có thể kéo ra các bạn hai bên đến tối đa 135. Còn đây là phần cánh cửa thì của cốt, thì cánh có độ dày là 3,5 phân, độ dày cánh này sẽ là 3,5 phân. Thì lớp cái cánh này sẽ cấu tạo được lắp ghép từ nhiều lớp, ra ngoài bên ngoài là một lớp nhựa ABS màng phim, rồi đến lớp nhựa ABS, rồi đến lớp PVP gì đó, rồi đến lớp gỗ, rồi thêm một lớp giấy tổ ong. Thì cái lớp, những cái lớp này thì chỉ bọc xung quanh cái đường cánh như vậy, còn ở giữa sẽ là lớp ngoài lớp nhựa này sẽ đến lớp này, thì cái giống cũng giống như giấy bìa cà tông đó, nhưng mà nó không phải là bìa cà tông thực sự, dạng xếp tổ ong cũng khá là cứng. Thì khung bao L là khung bao carbon cao su. Sản phẩm này thì có hai dạng khung bao, một là khung bao L và những cái khung bao mà không có dạng L này là dạng có thể dùng nạp chỉ một mặt hoặc là nạp chỉ hai mặt. Thì này có bao gồm khung 110, 120, 130, 140. Thì loại khung bao đó thì hiện tại của cốt là không có ron cao su. Thì sản phẩm của cốt thì gồm có hơn 25 mẫu sản phẩm khác nhau và gồm có 8 màu. Thì những màu sản phẩm này hiện tại website thôi, công ty chúng tôi có để mã màu cho nó để các bạn tham khảo, và các mã sản phẩm đều có đầy đủ hết. Đó là dòng sản phẩm của cốt. Hiện trên thị trường thì hàng như ABS này cũng có khá nhiều công ty sản xuất ra. Thì công ty sản xuất ra thì có sự khác nhau, thì có công ty là sử dụng khung bao không dạng L này, có ron cao su, rồi có công ty chỉ dùng khung bao L. Phần cánh thì có cánh có độ dày 3 phân, rồi là 3,5 phân, rồi 4 phân, 4,5 phân, tùy theo hãng, tùy theo nơi sản xuất, nên là các bạn thấy các cửa nhựa ABS có nơi giá rất cao, có nơi giá rất thấp, thì đó là còn do nhiều cái và cái độ dày cánh, rồi loại không bao, rồi chưa kể đến là chủng loại phụ kiện sử dụng như bản lề và khóa. Thì đó là sản phẩm cửa nhựa ABS Hàn Quốc. Còn đây là nhựa, cửa nhựa Composite, cũng sản xuất tại Việt Nam. Thì khác với ABS thì đây là bằng nhựa tổng hợp có sợi thủy tinh. Thì đây các bạn xem, đây là hàng của công ty Navigood sản xuất. Thì cũng tương tự như ABS, cũng dạng khung bao L, có thể tùy chỉnh tường theo độ dày tường từ 125 cho tới 200. Cái nạp chì này có thể thay đổi dạng nạp chì to hơn là tới khung bao 200. Thì cũng có ron cao su, ron cao su đơn thì cũng có khả năng cái không. Còn một về phần cánh của tới 4,5 phân, thì cái phần cái sản phẩm này cũng có rất nhiều công ty sản xuất, thì cái độ dày nhựa này có sự khác nhau nữa,
có nơi là độ dày 5 ly, có nơi 4 ly, có nơi 3 ly tùy. Thì đây là cánh thì sẽ là làm được pano nguyên tấm mà có những cái khoang trống và có những cái phần ngăn khoang như vậy, nên là cái khung cáp như cái dạng cửa này thì có thể bay lên đặt cũng không bị hư hỏng, không bị vỡ hay là gì đó. Thì hiện tại sản phẩm này là có hơn 60 mẫu khác nhau. Màu sắc thì hiện tại gồm có 7 màu. Và trong tương lai thì có khả năng tới 10 màu. Hàng của Navigood thì cái bản lề rất lớn. Bản lề to hơn ABS dài khoảng 150. Còn ABS thì có 100 thôi. Từ đây tới đây là 100 mới là 10 phân. Còn đây là 15 phân. Độ dày của bản lề rất ly, còn bên này thì khoảng 3 ly thôi. Cánh khá nặng nên là bản lề cũng phải là chịu lực tốt. Thì hiện tại sản phẩm này, sản phẩm cửa như ABS hay là composite này thì các công ty sản xuất sẽ cung cấp đến các đại lý nội thất và các công ty cửa để rồi mới cung cấp tới người tiêu dùng, chứ các công ty này sẽ không cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng mà sẽ thông qua các đại lý và các công ty sản xuất cửa nội thất xây dựng vân vân. Thì đó là thông tin về hai sản phẩm cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa nhựa composite mà chúng tôi đang cung cấp. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể tham khảo giá cả tại website cửa nhựa namwindow.com.vn hoặc cửa nhựa namwindow.com. Tất cả trên đó thôi, chúng tôi đều có mẫu mã và giá cả sản phẩm đầy đủ rõ ràng. Sau đây tôi xin kết thúc video giới thiệu sản phẩm cửa nhựa giả gỗ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.